các bạn đang nghe Cấy Nền Radio, kênh phát thanh của hệ sinh thái Cấy Nền. Đây là chuyên mục Sách Hay, nơi ghi lại những cảm nhận, đúc rút của người đọc sách, lan tỏa giá trị từ sách đến cộng đồng. Chúng tôi có cặp mắt đã chết, nhưng trái tim đang sống. Chính câu nói này đã thúc đẩy tác giả trẻ tuổi người Nga viết nên cuốn sách Cầu Vồng Trong Đêm, một cuốn sách cho những trái tim đang sống. Mikhail Samarsky sinh năm 1996, tốt nghiệp trường phổ thông năng khiếu nội trú trực thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên Lomonosov. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống văn chương, bố là nhà soạn kịch, mẹ là nhà văn chuyên viết truyện trinh thám. Từ năm 12 tuổi, Mikhail Samarsky đã bắt đầu đam mê sáng tác. Năm 2009, Mikhail xuất bản cuốn truyện Cầu Vồng Trong Đêm. Bạn có từng bao giờ nghĩ cuộc sống của người mù sẽ như thế nào không? Cuốn sách này sẽ cho bạn nhìn thấy được nhiều khía cạnh của đời thường của họ thông qua cuộc sống của chú chó dẫn đường cho người mù tên Tryson. Trở thành một chú chó dẫn đường không hề dễ. Tryson đã phải tham gia trường huấn luyện và đào tạo chó dẫn đường nghiêm khắc. Chó dẫn đường không có chủ nhân, mà chúng có nhiệm vụ giúp đỡ người mù. Khi một chú chó hoàn thành việc dẫn đường cho một người mù, thì nó sẽ tiếp tục sứ mệnh giúp đỡ một người khiếm thị khác. Trước khi dẫn đường cho cậu bé Sasha, Tryson đã từng có thời gian dẫn đường cho cụ Ivan. Trong thời gian giúp đỡ cụ, Tryson đã trở thành một người bạn đáng quý của cụ. Và khi tưởng như Tryson chết, cụ đã bật khóc nức nở. Sasha sống cùng với mẹ và bà. Ba của Sasha mất trong một vụ tai nạn xe. Đó cũng là tai nạn đã cướp đi ánh sáng của cậu bé. Cậu bé và Tryson đã làm quen và thân thiết với nhau. Sasha còn đặt cho Tryson một cái tên khác là Trisha. Tryson giờ đây là bạn đồng hành và là đôi mắt của cậu bé. Bỗng một ngày, Tryson bị bọn trộm chó bắt. May sao Tryson đã chạy thoát được và bắt đầu cuộc hành trình trở về với gia đình Sasha. Cuộc hành trình trở về nhà với Sasha đầy sóng gió, nhưng cũng nhờ đó mà Tryson trải qua nhiều cuộc gặp gỡ và thấy được những cuộc sống khác nhau của những sinh vật khác nhau, của cả con người và thú vật. Qua cuộc đời của Tryson, người khiếm thị được khắc họa chi tiết, chân thật và đa dạng. Tôi được thấy một người khiếm thị giàu lòng nhân ái, một người khiếm thị bình dị. Họ cũng chỉ là con người bình thường, biết vui, biết buồn, biết hy vọng như bao người khác. Họ có những khó khăn của bản thân, họ biết ái ngại và không muốn trở thành gánh nặng của xã hội. Tôi hiểu rằng họ không cần sự thương hại và những lời sáo rỗng, mà cần sự thấu hiểu, đồng cảm, sẻ chia và yêu thương. Những cuộc gặp gỡ của Tryson cho thấy những điều đang hiện hữu xung quanh ta. Cái xấu và cái tốt vẫn luôn cùng tồn tại trong đời sống. Sẽ có điều xấu như những tên trộm chó, nhưng cũng có những điều tốt như gia đình đã chăm sóc và giúp cho Tryson tìm lại nhà Sasha. Cuốn sách này cũng cho thấy rằng nỗi lo sợ của con người thường từ những thứ mà chúng ta không hiểu biết. Ban đầu bà của Sasha vẫn còn khá lo lắng, do vẫn coi Tryson là một con chó, là một loài thú nguy hiểm. Nhưng sau một thời gian sống cùng và hiểu biết, người bà đã dần chấp nhận Tryson như một thành viên trong gia đình và dành cho người bạn chó này sự yêu mến. Cầu Vồng Trong Đêm còn cho tôi nhận ra rằng tại sao con người ngày càng thiếu sự thấu cảm và lòng tin dành cho nhau. Có một đoạn kể rằng khi Sasha và Tryson đang chơi ở công viên thì một nhóm thanh niên tới và dùng những lời lẽ xấu xí không hay dành cho cậu bé Sasha, Tryson và những người khiếm thị cho đến khi họ nhận ra rằng cậu thực sự bị mù. Đây chính là hậu quả khi có những người giả mù và khuyết tật lợi dụng lòng tốt của con người để trục lợi cho chính họ. Vì lẽ đó nên có một bộ phận khá lớn người có cái nhìn tiêu cực đối với những người khuyết tật, làm ảnh hưởng đến những người thực sự cần sự thấu cảm và yêu thương. Dù vậy, có một chi tiết mang lại tích cực cho tôi. Đó là chi tiết cậu bé Sasha nhờ Tryson sủa để báo cho cậu biết khi có cầu vồng. Cầu vồng như tượng trưng cho hy vọng của cậu,
và hy vọng được nhấn mạnh một lần nữa khi cậu bé có lại được ánh sáng nhờ sự dũng cảm của Tyson và lòng tốt của con người. Cầu vồng là hy vọng đối với người khiếm thị, là khát khao của bản thân họ và cũng là ánh sáng trong bóng đêm và sau cơn giông. Đọc xong tác phẩm này, tôi không khỏi ngạc nhiên về trí tưởng tượng vô cùng phong phú và tài tình của Mikhail Shamsky. Nếu chỉ đọc sách, có lẽ không ai tin đó là tác phẩm được viết bởi một cậu bé 13 tuổi. Bởi những câu chuyện, những tình tiết, ngôn ngữ được thể hiện trong tác phẩm không khác gì của một người đầy ắp vốn sống, trải nghiệm cùng với một sự tìm tòi, nghiên cứu kỹ lưỡng. Không chỉ vậy, thông qua nội dung cuốn sách, Mikhail đã sáng lập quỹ Những Trái Tim Đang Sống nhằm quyên tiền mua máy đọc chữ nổi và những thiết bị chuyên dụng cho người mù điều khiển máy vi tính. Cậu luôn tâm niệm sẽ không bao giờ từ bỏ đam mê viết lách và ý nguyện giúp đỡ người khiếm thị. Cầu vồng trong đêm là quyển sách đáng đọc giúp cho chúng ta mở rộng trái tim và thấu cảm hơn. Chúc các bạn sẽ tìm thấy cho mình được ánh sáng dẫn đường trong thế giới đầy hỗn loạn này, giống như chú chó Tyson đầy cao cả trong câu chuyện trên. Non nước yên bình khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây cái nghề.